shop nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Mọi người chỉ kẹo xíu nhảy qua cái phía cửa sổ này nào. MGL 140. Khẩu này thì anh em chắc là cũng đã quá là quen thuộc rồi phải không? Nó thường hay xuất hiện trong những cái chế độ như thế này, hỗn chiến phóng lựu hoặc là... Wait, làm sao đấy em ơi? Hoặc là ngày hôm qua thì mình chơi trong chế độ xe và trượt cũng có cái khẩu MGL 140 này anh em ạ. Ủa kia như kiểu lag vậy. Nó nhảy đâu nhanh vậy anh em ơi? Đây à? Ok, một đứa bị gục. Một đứa trên này. Làm sao đấy em ơi? Sơi anh nổi không? Uầy, sơi kẹo nổi không bạn ơi? Để mình lên trên là mình lượm xác nó cái đã. Wow, thanh niên này tính sơi kẹo hả? Sơi mình thì không có dễ đâu nha anh em. Ủa mà thấy là mấy cái bạn này kêu nhau nhanh thật đấy. Nãy giờ thì kẹo mới chỉ kêu được có thêm 2 mạng nữa mà thôi. Đi nào các bạn ơi. Người đâu xem là chúng ta sẽ hạ luôn cho nó nhá. Wow, chưa thấy người anh em ạ, cứ phải bình tĩnh nhá. Mình sẽ ăn tạm cây nấm này coi. Trong chế độ hỗn chiến phóng lựu mà anh em ăn nấm thì sẽ rất là có lợi nha. Ở đây vẫn là MGL 140 đấy. Bọn nó còn hơi to nên là anh em phải chờ thêm một xíu nhá. Chứ còn là bây giờ thì đào đâu ra người đây. Mình đang cố gắng chạy xung quanh nhưng mà vẫn chưa thấy ai cả anh em ạ. Wow, để qua phía này các bạn ơi. Người đâu cả rồi ta anh em. Baloba. Ok ok, mình xuống dưới này coi. Có người này. Có người này anh em, đúng rồi. Làm sao đấy em ơi? Làm sao đấy em ơi? Chạy sao nổi hả em? Mấy cái bạn này mà tính chạy khỏi tay súng của kẹo thì hơi bị khó nhá. Một khẩu súng mà anh em phun đạn thì sẽ chứa được 39 viên đạn. Đây, với cái Baloba này thì mình đã full 100% alo rồi. Nào các bạn ơi, người đâu cả rồi này. Một bắn đạn của MGL 140 sẽ chứa đó là 5 viên đạn súng phóng lựu nha anh em. Xem 9 thằng nữa ở đâu, mình lên mình hạ cho nó luôn nha anh em. Ê, chơi game cố gắng khô máu để còn kiếm top 1 nữa nào. Lên trên này coi nào. Ủa trên này thì mình chưa thấy ai nhá. Khá là vắng các bạn ơi. Vắng quá đi nhỉ. Không có đùa đâu nha. Ơ, chịu hẳn rồi. Trên này thì kẹo chưa thấy ai. Anh em chờ một xíu này. Mấy bạn đã bị hạ chắc là tự bắn mình anh em ơi. Tự mình hại mình thôi. Tám thằng nữa hả? À, phía sau mình. Phía sau mình có một đứa nha anh em. Thằng này đang ở dưới này hả? Đang ở dưới này hả em ơi? Làm sao đấy em ơi? Sơi với kẹo không hả? Solo với mình này bạn ơi. Solo với mình đâu có dễ đâu bạn ơi. Ủa, nó tự hạ nó luôn anh em ơi. Gặp mấy cái bạn như kiểu là gặp kẹo thấy kẹo cứng tay quá nên là mấy bạn ấy có cuống tay và tự sát rồi anh em ơi. 3 mạng cuối nữa. Rồi ok ok. Anh em chờ xíu nha. Như này là mình sắp có được top 1 trong chế độ đó là hỗn chiến phóng lựu rồi nhá mọi người nhá. Sắp có thêm top 1 nữa rồi các bạn ơi. Ủa, hình như là mình đang chơi Antonio anh em ạ. Đâm ra là có tận 216 máu này. Mình lên trên coi. Đây. Lên trên luôn này, bên trên này có một đứa nha anh em. Để kẹo xem nào. Thằng bé này chắc là nó ở chỗ này nha anh em. Ở chỗ này nhé. Trên nhà hả em ơi. Làm sao đấy em ơi. Ok lên bảng. Chơi cái này cũng dễ thôi mà anh em, để ý là chơi game nó cực kỳ đơn giản nha.
Vâng, lúc này sẽ là cuộc chiến solo 1v1 giữa mình và thanh niên cuối cùng ở trong trận hỗn chiến này anh em ơi. Và tất nhiên là mình sẽ xem thằng cuối đang ở đâu. Hello bạn ơi, bạn đâu rồi? Chưa thấy thằng cuối đâu cả anh em ạ. Chú em, chú trốn đâu rồi hả? Có cần là anh phải chạy đi tìm chú hay không vậy? Wow. Mình chưa thấy nó các bạn ơi. Sao bạn ơi? Chưa thấy, có biết là có núp ở chỗ nào hay không đấy? Có thể là nó đang ở dưới anh em ạ. Chưa thấy người thật này. Hello, bạn ơi, bạn chạy đâu rồi? À đây. Tưởng gì cơ đây à? Đây à? Tưởng gì cơ đây à? Uầy, sao đây bạn ơi? Xong, top 1 easy quẻ thôi. Đơn giản mà anh em. Từ từ anh em ạ, chạy qua bắn cho đỡ tốn đạn nhá. Không là bây giờ bắn đạn xa quá tốn đạn đấy. Đúng rồi tầm này. Tầm này là vừa rồi này anh em này. Sao đấy bạn ơi, chạy đâu bạn ơi. Ui, chạy đâu bạn ơi. Ok, xong một đứa này. Thằng này nữa này. Làm sao bạn ơi? Ui, bắn tầm thấp như vậy hả? Thế thì kinh rồi. Xong luôn. Đơn giản mà mọi người. Chẳng qua là anh em ơi, chơi game thì anh em cẩn thận một xíu nhá. Thế là ok rồi. Mình có được 2 kill rồi mọi người ơi. Qua đây lượm xác nó thôi nhỉ. Hình như là mình lại full ba lô rồi. À, vẫn lượm thêm được túi máu nữa. Vâng, và anh em cảm thấy là chơi ở trong chế độ hỗn chiến phóng lựu này thì nó cực kỳ nhanh luôn. Và lúc này chỉ còn lại có 8 người chơi nữa mà thôi. Nói chung thì đây là một chế độ giải trí vô cùng là thú vị. Đáng chơi anh em ạ. Ok ok, mình sẽ qua tạm mấy phía đấy coi nào. 8 người chơi nữa hả? Ồ, để xem là chúng nó đang ở đâu này. Phía trên này anh em ơi. Wow. Solo có vẻ căng. Kẹo đến để góp vui này các bạn này. Solo có vẻ căng. Làm sao đấy bạn ơi? Xuống đi. À, gắt. Gắt nha anh em. Thằng kia nó tự hạ nó rồi. Ủa, kiểu như là thấy mình sợ quá tự hạ hả? Sao thi thoảng gặp mấy cái thằng nó dị như vậy? Ui, mất máu. Mất máu các bạn ơi. Hơi gắt rồi. Hơi bị gắt này. Làm sao đấy bạn ơi. Hơi bị gắt nhé. Làm sao đấy bạn ơi. Rồi này, lên bảng đi em. Chưa lên bảng cả. Ok. Mình vào tạm cho này mình cuốn máu cái đã. Ui, hơi bị mệt mỏi một xíu này. Cuốn máu cho full rồi lại tiếp tục quẩy thôi anh em ơi. Lượm thêm đạn mà bắn thôi nhỉ. Ok, 4 mạng nữa. Phía dưới đây nha anh em. Đây để anh xuống anh xử các chú luôn này. 199 trên 200 máu. Thiếu một máu nữa là full 200 máu rồi này. Người đâu? Chắc là nó ở dưới anh em ạ. Để kẹo coi nào. Đây hả? Quẩy lên bảng điểm số luôn, không cần nói nhiều này. Mãi phía dưới này mà có người cơ, thôi kệ đi. Có giỏi lên trên này đi em ơi. Thằng bé mãi xa này. Xem là mình bắn xa cỡ nào nào. Nó nhảy xa quá. Nên thôi, chờ bo nhỏ hơn nữa rồi là mình sẽ sơn nó luôn các bạn ạ. Nó vẫn đang chạy ở dưới này, anh em thấy chưa? Ok nhá, chú cứ chạy ở dưới đi. Lên đây anh cho chú biết mặt luôn này. À, nó bắn lên trên này. Uầy, làm sao đấy, bắn lên trên này định sơn mình à? Sơn kẹo không dễ đâu nha. Sơn kẹo không dễ đâu bạn ơi.
Xơi kẹo không dễ đâu nhé. Uầy uầy, cậu xanh. Bình tĩnh anh em ạ. Bình tĩnh anh em ạ. Uầy, gát. Làm sao đấy, uầy, nhảy ghê vậy. Nhảy ghê vậy. Nhảy ghê vậy bạn ơi. Có vẻ cũng gát. À, nhảy hay đấy nhỉ em ơi. Ok, xanh mộ, xanh mộ. Nhảy hay thế nào bằng được kẹo anh em ơi, quần máu đã. Chạy nhanh, nhanh. Đây, quấn thêm túi máu nữa này. Quấn cho full luôn chơi game cho tự tin các bạn ơi. Hai thằng cuối. Kiểu này thì đây sẽ là cuộc chiến 1v1v1. 3 thanh niên boss cuối gồm mình và hai người trên nữa. À, một đứa đang ở trên này. Một đứa đang nhảy ở trên này anh em ơi. Nóc nhà hả bạn ơi? Nóc nhà hả bạn ơi? Ui, vãi trưởng, càng thế anh em, càng thế anh em ơi. Căng quá nhỉ. Ui, thế này hơi căng rồi. Thế này hơi căng rồi. Thế này hơi căng rồi anh em ơi. Chẳng thấy trời đất đâu nữa. Ui, không thấy trời đất đâu nữa rồi anh em ơi. Làm sao đấy? Làm sao đấy? Xuống đây. Xuống đây. Hơi căng, hơi căng, hơi căng. Hơi căng một xíu anh em ạ. Hơi căng luôn này. Bắn tốn đạn quá cơ một đứa ở dưới này. Ui, gắt. Ơ, chúng nó tự hạ nhau luôn này. Ngon lành luôn. Top 1 luôn này. Top 1 6 kill luôn nha anh em. Tuyệt vời chơi anh em. Uầy, bắn luôn này. Ăn mừng này các bạn ơi. Quẩy thôi. Yes. Khá là đơn giản thì mình đã có được 6 kill top 1 ở trong cái ván đấu này luôn nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.